Chào mừng cô chú anh chị em đã quay lại kênh Túp Cơ Hậu Trà Vinh nha. Hôm nay Hậu có mặt tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và quay chia sẻ của bác mình lễ sức giá kỳ theo của đồng bào dân tộc Khmer, huyện Trà Cú nha các bạn mình. Và hôm nay cảnh cả Hậu đi quay nên Hậu không có đem theo đồng bộ, các bác mình xem thông cảm nha. Nó có hai gương màn hình, các bác mình thông cảm cho Hậu nha. Thank you.
xin kết thúc video ở đây nha. Các bác mình xem cho Hậu một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một lượt like nha, và đón xem để theo của Hậu nha. Hậu xin kết thúc video ạ.